Chào mừng mọi con và các bạn quay trở lại với kênh Người Việt Cali Thi Quốc Tịch Đây là cái video đề thi thử phần Civic Test Có nghĩa là cái phần mà 100 câu hỏi kiến thức công dân đó các bạn Thì như các bạn đã biết là khi mà thi quốc tịch thì mình cần phải thi hai phần Phần thứ nhất gọi là English Test Có nghĩa là bạn sẽ thi câu hỏi là 400, phần thi đọc, phần thi viết thì cái phần này mình sẽ làm những cái video sau này mình sẽ làm những cái video khác mình đề cập À, tới cái cái, cái phần thi đó. Bây giờ cái cái video này mình chỉ, chỉ tập trung chủ yếu cho cái phần gọi là Civics Test, có nghĩa là họ hỏi về à 100 câu tịch Mỹ đó các bạn, 100 câu hỏi kiến thức công dân đó. Hay có người gọi là 100 câu lịch sử đó. Thì ở cái phần Civics Test này á họ sẽ lấy ra ngẫu nhiên trong 100 câu đó họ lấy ra 10 câu. Ngẫu nhiên thôi, mình không biết câu nào. Thì họ sẽ hỏi từng câu một nhiệm vụ của mình là phải trả lời đúng tối thiểu là phải 6 câu trong số 10 câu đó không nhất thiết phải là liên tục các bạn có nghĩa ví dụ như bạn trả lời đúng 5 câu sang câu thứ sáu bạn trả lời sai thì họ hỏi câu thứ bảy nếu câu thứ bảy bạn trả lời đúng như vậy thì cũng là đủ 6 câu rồi là như vậy là đạt yêu cầu chứ không nhất thiết là phải 6 câu liên tục ha thì à, nếu như bạn trả lời chưa đủ cái số câu trả lời đúng nó chưa đủ 6 câu họ sẽ hỏi nữa nếu như mà họ hỏi hết 10 câu rồi mà bạn trả lời số câu trả lời đúng của bạn nó chưa đủ 6 câu thì là bạn không đạt yêu cầu không đạt yêu cầu có nghĩa là mình phải đi về đó các bạn đi về phần lần sau mình phải thi lại cái phần xin việc đó còn cái phần English test cũng tương tự vậy mình nhưng mà mình, mình sẽ làm cái video khác mình đề cập nó sao bây giờ mình không có nói luôn trong đây để nó, nó, không làm cái bạn lộn xộn ha thì giờ đó là mình làm cái video này mình lấy 100 câu mình cho đảo lộn thứ tự và sau đó mình cắt ra thành 10 cái bộ đề mỗi một cái bộ đề là có 10 câu như vậy gộp lại thành trăm câu đó các bạn thì nhiệm vụ của các bạn là cố gắng mình nghe tự trả lời câu hỏi để mình, để mình xem thử coi mỗi một cái bộ đề nó hỏi 10 câu mình trả lời đúng mấy câu thì để đạt yêu cầu là phải tối thiểu 6 câu ha nhưng mà mình khuyên là các bạn tốt nhất là phải từ 8 câu trở lên trả lời đúng 8 câu trở lên trong trong mỗi một cái bộ đề tại vì mình trừ hao nhiều khi mình vô thi áp lực tâm lý mình bị mình bị quên nữa các bạn chứ mà nói nhà nhiều khi mình trả lời hào hào chứ nhiều khi vô trong chỏng mình, mình, cái câu mình thuộc rồi mình quên á cho nên mình phải cố gắng là mình phải đạt cái cái, cái 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 chỉ tiêu là cao hơn cái yêu cầu của của, của người ta thì nếu như mà bạn trả lời đúng 10 trên 10 càng tốt nhưng mà nếu không thể 10 trên 10 nó cố gắng 8 trên 10 chứ đừng có trả lời đúng 6 câu trên 10 vô nhiều khi áp lực tâm lý mình không có đạt yêu cầu vậy thì rất là uổng ha rồi trong 100 câu quốc tịch thì chỉ có 4 câu là đáp án khác nhau với từng tiểu bang thôi đó là câu 20 23 43 44 thì mình làm 50 phiên bản khác nhau dành cho 50 tiểu bang để cho các bạn thuận tiện hơn thôi bạn thuộc tiểu bang nào thì bạn học theo cái tiểu bang đó thì nó, nó, nó thuận tiện cho bạn nhưng mà bạn cũng có thể học luyện tập theo cái video của những tiểu bang khác nữa nhưng mà chỉ cần lưu ý là câu 20 23 43 44 thì là bạn cần phải sửa cái đáp án cho nó phù hợp với cái tiểu bang của bạn tại vì sao mà bạn cần phải luyện tập theo cái video của tiểu bang khác tại vì á mỗi một cái video mình sẽ cho thứ tự câu hỏi nó khác nhau hết là tức là mỗi một cái tiểu bang nó có 10 bộ đề khác nhau hết thì bạn luyện tập của tiểu bang bạn bạn luyện được 10 bộ đề bạn luyện thêm 10 bộ đề của những cái tiểu bang khác 49 tiểu bang còn lại nữa vậy thì tổng cộng là có 50 tiểu bang mỗi tiểu bang có 10 bộ đề nếu mà bạn xem hết thì là coi như là bạn luyện được 500 bộ đề khác nhau thì nó sẽ nó sẽ dẫn hơn là là bạn chỉ luyện có 10 bộ đề của tiểu bang của bạn thì đó nếu như bạn có khả năng xem những cái tiểu bang khác thì thì bạn có thể luyện tập thêm những cái video của tiểu bang khác chỉ cần hướng uh, dẫn cái câu nào câu 20 23 43 44 thì bạn sửa lại cho nó phù hợp với tiểu bang của bạn là được rồi 96 câu còn lại tất cả các tiểu bang giống nhau hết bạn có thể học theo của 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 tiểu bang khác không có vấn đề gì hết rồi ở mỗi một cái câu hỏi thì mình sẽ cho đọc lần đầu tiên bằng tiếng Anh không có hiện chữ lên trên màn hình không hiện nội dung câu hỏi trên màn hình bạn cố gắng bạn nghe nghe và cố gắng hiểu câu hỏi, cố gắng tự trả lời có, có được hay không. Nếu như mà nghe không lần đầu tiên không được, thì bạn có thể nghe thêm lần thứ hai, mình lập lập lại uh, lần thứ hai bằng tiếng Anh và đồng thời mình hiện cái nội dung câu hỏi lên màn hình. Để nếu mà bạn nghe bạn vẫn không hiểu thì bạn có thể đọc đọc để mình giống như là cái gợi ý để mà mình coi mình có hiểu được câu hỏi hay không, có, có nhớ được cái đáp án hay không. Thì nghe lần thứ hai xong nếu bạn có thể trả lời được cố gắng tự trả lời, còn trả lời không được nữa nghe lần thứ ba thì là mình cho dịch sang tiếng việt cái câu đó để cho bạn hiểu nội dung câu hỏi hiểu nội dung câu hỏi xong nếu mà nhớ được đáp án cố gắng tự trả lời Tự trả lời không được nữa thì nghe cái đáp án thì mình cho đọc đáp án hai lần Và nghe cái đáp án xong nhái theo nhái theo chứ đừng có nghe khơi khơi như vậy mình sẽ mình không nhớ đâu mình nghe cái đáp án cái mình nhái theo rồi nó bắt đầu đọc lại cái đáp án thêm một lần nữa là bạn đọc theo một lần nữa cứ như vậy đó rồi bạn sẽ tiến bộ hơn còn đối với bà con nào mà cảm thấy những cái câu hỏi này nó có khó học quá, nó có nhiều đáp án rắc rối, khó học quá, dễ lẫn lộn Thì mình có làm cái video bài giảng 100 câu tịch, ở trong đó mình có đưa ra những cái mẹo Không phải câu nào cũng có mẹo, nhưng mà câu nào có khả năng chèn mẹo vô thì mình cố gắng mình ý ra những cái mẹo Để mà bạn giúp cho bạn nhớ được cái đáp án của những cái câu hỏi này một cách dễ dàng hơn đặc biệt là bà con nào mà không có biết tiếng Anh hoặc là bà con nào mà lớn tuổi thì có thể xem cái video bài giảng này mình nghĩ là nó sẽ giúp đỡ cho bạn rất nhiều trong cái việc mà nhớ những đáp án những cái câu một trăm câu tích này. thì nếu như mà bạn muốn xem những cái video bài giảng thì bạn có thể bấm vào trên đây mình sẽ để cái link ở trên đây bạn bấm vào trong đó để xem cái video bài giảng 100 trăm câu tịch Bây giờ xin mời bà con và các bạn bắt đầu cái phần thi thử cho cái phần trăm câu tịch này. bắt đầu bộ đề thi thử đầu tiên xin mời quý vị chuẩn bị sẵn sàng When do we celebrate Independence Day When do we celebrate Independence Day ngày nào là ngày lễ độc lập July 4th july 4th if the president can no longer serve who becomes president if the president can no longer serve who becomes president Nếu tổng thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế làm tổng thống? The vice president. The vice president. Phó tổng thống. Why does the flag have 13 stripes? Why does the flag have 13 stripes? Tại sao lá cờ có 13 because there were 13 original colonies. Because there were 13 original colonies. Bởi vì đã có 13 thuộc địa nguyên thủy. What happened at the Constitutional Convention? What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. The Constitution was written. hiến pháp được soạn thảo Who Did the United States Fight in World War II Who Did the United States Fight in World War II trong thế chiến thứ hai mỹ chiến đấu chống các nước nào Japan, Germany, and Italy. Japan, Germany, and Italy. During the Cold War, what was the main concern of the United States? During the Cold War, what was the main concern of the United States? Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, mối quan ngại chính của Hoa Kỳ là gì? Communism. Communism. Chủ nghĩa cộng sản. Name one American Indian tribe in the United States. Name one American Indian tribe in the United States. Kể tên một bộ thổ dân tại Mỹ. Cherokee. Cherokee. Who does a US senator represent? Who does a US senator represent? Một thượng nghị sĩ Mỹ đại diện cho ai? All people of the state. All people of the state. tất cả người dân trong tiểu bang Name the U.S. War Between the North and the South Name the U.S. War Between the North and the South cho biết tên cuộc chiến giữa miền bắc và miền nam Hoa Kỳ The Civil War. The Civil War. In what month do we vote for President? In what month do we vote for President? Bầu cử tổng thống vào tháng nào? November November Tháng 11 Đây là bộ đề thi thử thứ hai. Xin quý vị hãy sẵn sàng kiểm tra kiến thức. What is the name of the president of the United States now? What is the name of the president of the United States now? Tổng thống Mỹ hiện nay tên gì? Joe Biden Joe Biden What is the economic system in the United States? What is the economic system in the United States? Mỹ theo hệ thống kinh tế gì? Market economy. Market economy. Thị what is the name of the Speaker of the House of Representatives now? What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? Chủ tịch Hạ viện hiện thời tên gì? Mike Johnson. Mike Johnson. We elect a U.S. Senator for how many years? We elect a U.S. Senator for how many years? chúng ta bầu cử thượng nghị sĩ mấy năm một lần? 6 6 6 What is the rule of law? What is the rule of law? Nguyên tắc của luật pháp là gì? Everyone must follow the law. Everyone must follow the law. Mọi người đều phải tuân theo luật pháp. What territory did the United States buy from France in 1803? What territory did the United States buy from France in 1803? Mỹ đã mua lại lãnh thổ nào từ Pháp vào năm 1803? Louisiana Louisiana. Name one of the two longest rivers in the United States. Name one of the two longest rivers in the United States. kể tên một trong hai con sông dài nhất nước mỹ Mississippi River Mississippi River Sông Mississippi Who vetoes bills Who vetoes bills? Ai có quyền phủ quyết các dự luật? The president. The president. Tổng thống What is the name of the Vice President of the United States now? What is the name of the Vice President of the United States now? Phó Tổng thống Mỹ hiện nay tên gì? Kamala Harris. Kamala Harris. Who is the Commander-in-Chief of the military? Who is the Commander-in-Chief of the military The President The President? Tổng thống Chào mừng quý vị đến với bộ đề thi thử thứ ba. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. What did the Declaration of Independence do? What did the Declaration of Independence do? bản tuyên ngôn độc lập có tác dụng gì. Declared our independence from Great Britain. Declared our independence from Great Britain. tuyên cáo nền độc lập của chúng ta khỏi anh quốc. What are two cabinet level positions? What are two cabinet level positions? Kể hai chức vụ trong nội Secretary of Labor, Secretary of State. Secretary of Labor, Secretary of State. Bộ trưởng lao động. Bộ trưởng ngoại giao. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? Trước khi trở thành tổng thống, Eisenhower là một vị tướng. Ông đã tham gia cuộc chiến tranh nào? World War II. World War II. Thế chiến thứ hai. What stops one branch of government from becoming too powerful? What stops one branch of government from becoming too powerful? Cái gì giúp ngăn ngừa một chi nhánh của chính phủ để nó không trở nên quá quyền lực? Checks and balances. checks and balances Kiểm soát và đối lẫn nhau. Under our constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Under our constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? theo hiến pháp chính phủ liên bang có một số quyền hạn hãy kể ra một quyền của chính phủ liên bang to print money to print money in tiền What are two rights in the Declaration of Independence? What are two rights in the Declaration of Independence? Life, liberty. Life, liberty. quyền sống quyền tự do name one state that borders mexico name one state that borders mexico tên một tiểu bang giáp với mexico California California What ocean is on the west coast of the United States? What ocean is on the west coast of the United States? Bờ Tây nước Mỹ giáp với đại dương nào? Pacific Ocean. Pacific Ocean. Thái Bình Dương. Name one war fought by the United States in the 1900s. Name one war fought by the United States in the 1900s. Kể tên một cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự trong những năm 1900. Vietnam War. Vietnam War. Chiến tranh Việt Nam. Who is the governor of your state now? Who is the governor of your state now? Hiện nay thống đốc tiểu bang của bạn tên gì? Josh Green. Josh Green. bộ đề thi thử thứ tư đã sẵn sàng hãy cùng nhau kiểm tra kiến thức của quý vị The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution Name one of the writers The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution Name one of the writers các bài tham luận liên bang hỗ trợ việc thông qua hiến pháp hoa kỳ kể tên một trong những người viết tham luận james madison james madison Where is the Statue of Liberty? Where is the Statue of Liberty? New York Harbor, New York Harbor. hải cảng New York. What does the judicial branch do? What does the judicial branch do? Bộ phận tư pháp làm nhiệm vụ gì Reviews laws Reviews laws. Same xét look. What is one reason colonists came to America? What is one reason colonists came to America? kể ra một lý do khiến những di dân đầu tiên của châu mỹ đến mỹ freedom freedom sự tự do name two national u s holidays Name two national U.S. holidays. Kể tên hai ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ. New Year's Day, Christmas. New Year's Day, Christmas. Tết Tây, lễ Giáng sinh. Why did the colonists fight the British? Why did the colonists fight the British? Tại sao những di dân thời thuộc địa chống lại người Anh? Because of high taxes, taxation without representation. because of high taxes taxation without representation Vì thuế má cao phải đóng thuế mà không có người đại diện What movement tried to end racial discrimination What movement tried to end racial discrimination Phong trào nào tìm cách chấm dứt sự phân biệt chủng tộc Civil Rights Movement Civil Rights Movement Phong trào dân quyền Who was president during World War I? Who was president during World War I? Ai là tổng thống trong thế chiến thứ nhất? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Why do some states have more representatives than other states? Why do some states have more representatives than other states? Tại sao một vài tiểu bang có nhiều dân biểu hơn các tiểu bang khác? Because they have more people. Because they have more people. Vì tiểu bang đó đông dân hơn. We elect a U.S. representative for how many years? We elect a U.S. representative for how many years? chúng ta bầu cử dân biểu mấy năm một lần? Two. Two. hai năm. Bộ đề thi thử thứ năm. Xin quý vị hãy cùng thử sức ngay bây giờ. What is the political party of the president now? What is the political party of the president now? Đảng của tổng thống hiện tại là đảng nào? Democratic Party. Democratic Party. Đảng Dân Chủ. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Có bốn tu chính án của hiến pháp nói về việc ai có quyền bầu cử. Kể ra một trong số đó. Citizens 18 and older can vote. Citizens 18 and older can vote. Công dân 18 tuổi và hơn được đi bầu. What group of people was taken to America and sold as slaves? What group of people was taken to America and sold as slaves? Nhóm người nào bị mang tới Mỹ và bị bán làm nô lệ? Africans Africans Who wrote the Declaration of Independence? Who wrote the Declaration of Independence? I Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. What ocean is on the east coast of the United States? What ocean is on the east coast of the United States? Bờ đông nước mỹ giáp với đại dương nào Atlantic Ocean Atlantic Ocean đại tây dương What are the two parts of the U.S. Congress? What are the two parts of the U.S. Congress? The Senate and House of Representatives. The Senate and House of Representatives. Thượng viện và Hạ viện. Who was the first president? Who was the first president? Ai là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ? George Washington. George Washington. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Under our constitution some powers belong to the states. What is one power of the states? Theo hiến pháp, các tiểu bang có một số quyền hạn. Hãy kể ra một quyền của các tiểu bang. Give a driver's license. Give a driver's license. cấp bằng lái xe Who makes federal laws? Who makes federal laws? Ai làm ra luật liên bang? Congress Congress. What is one promise you make when you become a United States citizen? What is one promise you make when you become a United States citizen? kể ra một lời hứa của bạn nếu bạn trở thành công dân Mỹ Obey the laws of the United States Obey the laws of the United States Tuân thủ luật pháp nước Mỹ đây là bộ đề thi thử thứ sáu. Quý vị đã sẵn sàng chưa? How many US senators are there? How many US senators are there? Nước Mỹ có bao nhiêu thượng nghị sĩ? One hundred. One hundred. Why does the flag have fifty stars? Why does the flag have fifty stars? Tại sao lá cờ có 50 ngôi sao? Because there are 50 states. Because there are 50 states. Bởi vì có 50 tiểu bang. What is the capital of the United States? What is the capital of the United States? Thủ đô của Hoa Kỳ tên gì? Washington D.C. Washington D.C. When was the Declaration of Independence adopted? When was the Declaration of Independence adopted? Bản tuyên ngôn độc lập được công nhận khi nào? July 4, 1776. July 4, 1776. Ngày 4 tháng 7 năm 1776. How many amendments does the constitution have? How many amendments does the constitution have? Tiếng Pháp có bao nhiêu tu chính án? 27 27 27 What is the name of the national anthem? What is the name of the national anthem? Tên của bài hát Quốc ca là gì? The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. When was the constitution written? When was the constitution written? King pháp được soạn thảo 1787 1787 năm 1787. Who was president during the Great Depression and World War II? Who was president during the Great Depression and World War II? Ai là tổng thống trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và thế chiến thứ hai? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. There were thirteen original states. Name three. There were 13 original states. Name 3. Có 13 tiểu bang nguyên thủy. Kể tên ba tiểu bang trong số đó. New York, New Jersey, New Hampshire. New York, New Jersey, New Hampshire. what did the emancipation proclamation do what did the emancipation proclamation do Bản tuyên ngôn giải phóng để làm gì? freed the slaves freed the slaves giải phóng nô lệ. Chào mừng đến với bộ đề thi thử thứ bảy. Chuẩn bị bắt đầu thôi. What major event happened on September 11, 2001, in the United States? What major event happened on September 11, 2001, in the United States? Sự kiện nào xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ? Terrorists attacked the United States. Terrorists attacked the United States. bọn khủng bố tấn công hoa kỳ. When must all men register for the Selective Service? When must all men register for the Selective Service? khi nào tất cả nam giới phải đăng ký quân dịch at age 18 at age 18 lúc 18 tuổi name one right only for united states citizens name one right only for united states citizens kể tên một quyền hạn chỉ dành cho công dân Mỹ. Vote in a federal election. Vote in a federal election. Bầu cử liên bang. What did Martin Luther King Jr. do? What did Martin Luther King Jr. do? Martin Luther King, xuống nhờ đã làm được điều gì. Fought for civil rights. Fought for civil rights. Tranh đấu cho dân quyền. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? What is one thing Benjamin Franklin is famous for? Việc gì làm cho Benjamin Franklin trở nên nổi tiếng? US diplomat U.S. Diplomat Nhà ngoại giao mỹ. What is an amendment? What is an amendment? Tu chính án là gì a change to the constitution a change to the constitution một sự thay đổi what is one responsibility that is only for united states citizens What is one responsibility that is only for United States citizens? Kể ra một nghĩa vụ chỉ dành riêng cho công dân mỹ Vote in a federal election Vote in a federal election Tham gia bầu cử liên bang Who lived in America before the Europeans arrived? Who lived in America before the Europeans arrived? American Indians. American Indians. dân Mỹ. What is the highest court in the United States? What is the highest court in the United States? Tòa án có quyền lực cao nhất của nước Mỹ là gì? The Supreme Court. The Supreme Court. The House of Representatives has how many voting members? The House of Representatives has how many voting members? Hạ nghị viện có bao nhiêu thành viên? 435. 435. 435. Bộ đề thi thử thứ 8 đã đến. Hãy sẵn sàng kiểm tra kiến thức Who is the father of our country? Who is the father of our country? Ai được gọi là cha đẻ của nước Mỹ? George Washington. George Washington. What did Susan B Anthony do? What did Susan B Anthony do? Susan B Anthony đã làm được điều gì? Fought for women's rights. Fought for women's rights. tranh đấu cho quyền phụ nữ. What is the capital of your state? What is the capital of your state? Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì? Honolulu Honolulu. When is the last day you can send in federal income tax forms? When is the last day you can send in federal income tax forms? Ngày nào là hạn chót để nộp bản khai thuế thu nhập cho liên bang? April 15th. April 15th. Ngày 15 tháng 4. What are two ways that Americans can participate in their democracy? What are two ways that Americans can participate in their democracy Kể ra hai cách để một người Mỹ có thể đóng góp cho nền dân chủ. Vote. Join a political party. Vote. Join a political party. Bầu cử. tham gia một đảng phái chính trị What does the President's Cabinet do What does the President's Cabinet do nội các của tổng thống làm nhiệm vụ gì advises the president advises the president cố vấn cho tổng what does the constitution do what does the constitution do Hiến pháp dùng để làm gì? Sets up the government. Sets up the government. Thiết lập chính phủ. What is the supreme law of the land? What is the supreme law of the land? Luật pháp tối cao của quốc gia là gì? The constitution. The constitution. Hiến pháp Who is in charge of the executive branch? Who is in charge of the executive branch? Ai quản lý bộ phận The president. The president. Tổng thống. We elect a president for how many years? We elect a president for how many years? Chúng ta bầu cử tổng thống bao nhiêu năm một lần? Four. Bốn năm. Đây là bộ đề thi thử thứ 9. Xin mời quý vị hãy cùng kiểm tra kiến thức. If both the president and the vice president can no longer serve, Who becomes president? If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? Nếu cả tổng thống và phó tổng thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế. The Speaker of the House The Speaker of the House. Hạ having Name one branch or part of the government. Name one branch or part of the government. kể tên một chi nhánh hoặc một bộ phận của chính phủ Congress Congress Quốc hội Who is the Chief Justice of the United States now? Who is the chief justice of the United States now? Ai là chánh án tòa án tối cao của Mỹ hiện nay? John Roberts. John Roberts. Name one problem that led to the Civil War. Name one problem that led to the Civil War. Cho biết một vấn đề dẫn tới cuộc nội chiến. Slavery. Slavery. Vấn đề lệ. Who signs bills to become laws? Who signs bills to become laws? I ký that you look trở and look. The President. the president what are the two major political parties in the united states what are the two major political parties in the united states kể tên hai đảng phái chính ở Mỹ Democratic and Republican Democratic and Republican Đảng dân chủ và đảng cộng hòa Name one war fought by the United States in the 1800s Name one war fought by the United States in the 1800s. Kể tên một cuộc chiến mà nước Mỹ đã tham gia trong những năm 1800. Civil War. Civil War. Nội chiến Who is one of your state's U.S. senators now? Who is one of your state's U.S. senators now? Kể tên một thượng nghị sĩ hiện nay đang đại diện cho tiểu bang của bạn. Brian Schatz or Maisie Hirono. Brian Schatz, or Maisie Hirono. What is one right or freedom from the First Amendment? What is one right or freedom from the First Amendment? kể tên một quyền hoặc sự tự do trong tu chính án đầu tiên. Speech Speech tự do ngôn luận. How old do citizens have to be to vote for president? How old do citizens have to be to vote for president? Công dân phải đủ bao nhiêu tuổi mới được bầu cử tổng thống? 18 and older. 18 and older. 18, and older. 18 tuổi trở lên. Cuối cùng, bộ đề thi thử thứ 10. Xin quý vị cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Name one state that borders Canada. Name one state that borders Canada. That borders Canada. Tên một tiểu bang giáp với Canada. New York, New York Name one U.S. territory, Name one U.S. territory. kể tên một lãnh thổ hải ngoại của nước Mỹ Guam Guam How many justices are on the Supreme Court? How many justices are on the Supreme Court? Có bao nhiêu thẩm phán trong tòa án tối cao? 9 9 9 What are two rights of everyone living in the United States? What are two rights of everyone living in the United States? Kể ra hai quyền của mọi người đang sống ở Mỹ. Freedom of speech, freedom of religion. freedom of speech freedom of religion tự do ngôn luận tự do tôn giáo what is freedom of religion what is freedom of religion tự do tôn giáo là gì You can practice any religion or not practice a religion. You can practice any religion or not practice a religion. bạn có thể theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không theo tôn giáo nào. What was one important thing that Abraham Lincoln did? What was one important thing that Abraham Lincoln did? Lincoln đã Freed the slaves. Emancipation Proclamation. Freed the slaves. Emancipation Proclamation. Giải phóng nô Name your U.S. representative. Name your U.S. representative. Kể tên dân biểu đại diện cho bạn. Answer will vary. Answer will vary. Câu trả lời tùy theo khu vực của bạn What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? What do we show loyalty to when we say the pledge of allegiance? Khi nói lời tuyên thệ trung thành, chúng ta chứng tỏ sự trung thành với cái gì? The United States. The United States. Nước Mỹ What do we call the first ten amendments to the Constitution? What do we call the first ten amendments to the Constitution? The Bill of Rights. The Bill of Rights. The idea of self government is in the first three words of the Constitution. What are these words? The idea of self government is in the first three words of the Constitution. What are these words? ý tưởng tự quản trị nằm trong ba từ đầu tiên của hiến pháp. Đó là những từ nào? We the people. We the people. Chúng tôi người dân Xin chúc mừng bà con và các bạn đã hoàn thành xong 10 bộ đề thi cho cái phần Civic Test. Nếu như mà bạn có thể trả lời đúng tất cả 10 trên 10 cho tất cả 10 bộ đề này luôn. Thì xin chúc mừng bà con và các bạn. Còn nếu như mà chưa có thể trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi thì bà con và các bạn chịu khó rèn luyện thêm, nghe thêm nhiều lần nữa và thi thử thêm nhiều lần nữa. Nếu như mà bạn có thể trả lời được đúng hết rồi thì hãy có thể là À, xem thêm cái những cái bộ đề của những cái tiểu bang khác thử sức những cái bộ đề của những tiểu bang khác để xem khi mà cái thứ tự câu hỏi nó khác đi cái bộ đề nó nó, nó, nó bóc những cái câu hỏi khác nhau thì mình có thể trả lời đúng hết tất cả những cái câu đó giống như là cái phần đề thi của cái video này hay không thì nếu như mà bạn xem video nào đề thi nào bạn cũng có thể trả lời đúng hết thì bạn đã sẵn sàng cho cái phần civic test này và bạn có thể là dành nhiều thời gian hơn để rèn luyện cho cái phần N400 và cái phần thi đọc viết. Nhưng mà bạn nhớ là cho dù mà bạn thuộc nhân diễn cỡ nào đi nữa thì bạn cũng phải thường xuyên ôn lại tại vì bạn không ôn là bạn sẽ quên. Và bạn nếu mà bạn bạn thuộc hết rồi bạn bỏ bỏ luôn, bạn không có xem tới nữa, bạn lo học những cái phần khác thì khi mà thuộc những phần khác xong quay lại có thể là bạn bạn quên rồi bạn phải học lại nữa, rất là mất thời gian cho nên là mình cứ học những cái mới nhưng mà những cái cũ mình đừng có bỏ hẳn luôn. Thỉnh thoảng mình vẫn phải thanh xem đi xem lại cho đến lúc thi luôn để mình không có bị quên. À, nếu như mà bạn thấy video này có ích thì vui lòng bấm vào nút like và để lại cái comment ở bên dưới video này. Việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho cái việc phát triển cái kênh à, youtube người, Việt kể, người tiểu tịch của mình. Cảm ơn bà con và các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại bà con và các bạn ở những video sau.